Xin chào quý vị và các bạn. Đúng như dự báo trước đó, với sự tăng cường yếu của không khí lạnh, hôm nay bầu trời tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã nhiều mây hơn và khá âm u. Độ không khí tăng cao, vào buổi sáng nhiều nơi độ ẩm ở mức trên 95%, nhưng nhìn chung là mưa chỉ xảy ra vài nơi ở vùng núi, trong khi vùng đồng bằng lại hửng nắng về trưa. Độ ẩm tăng lên là do khí lạnh tăng cường lệch đông. Lúc này gió đông bắc đã suy yếu, nhường chỗ cho gió đông và đông nam đưa nhiều hơi ẩm vào trong đất liền. Nhưng trường gió này hoạt động không đều. Do đó chúng ta sẽ thấy sự thay đổi về thời tiết trong ngày. Nếu như sáng sớm và chiều tối gió ẩm hoạt động mạnh khiến cho trời sẽ nhiều mây và có sương mù xuất hiện, thì vào trưa chiều gió yếu khiến cho sương tan, mây giãn, trời lại chuyển nắng ấm. Độ ẩm cũng có sự thay đổi, sáng sớm là lúc mà độ ẩm cao nhất có thể lên tới mức 95-100%. Vào buổi trưa trời khô ráo, đến tối độ ẩm lại tăng trở lại khiến cho trời chuyển se lạnh. Với sự thay đổi liên tục của thời tiết trong ngày như vậy, chúng ta nên lưu ý đến phục trang để bảo vệ sức khỏe. Khi đi ra đường vào buổi sáng nên mặc áo nhiều lớp, buổi trưa thì có thể mặc một lớp áo mỏng để cơ thể có thể giải phóng được mồ hôi. Nhưng buổi tối thì nên mặc thêm áo khoác và đeo khẩu trang để tránh gió lạnh cũng như là hơi ẩm. Riêng với người dân và các du khách đến với vùng cao phía Bắc như là tại Sapa của Lào Cai, tại Trùng Khánh, Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn hay là tại Mộc Châu của Sơn La thì cần phải đặc biệt lưu ý vì tại đây mật độ sương mù dày hơn và có thể sẽ còn kéo dài đến tận gần trưa. Đồng thời nhiệt độ ban đêm giảm xuống ở mức là dưới 16 độ, thấp hơn hẳn so với các nơi khác. Ở các nơi khác nhìn chung thì trời ít mưa, buổi trưa nắng ráo với mức nhiệt không quá cao, phổ biến trong khoảng là từ 26 cho đến mức là 28 độ. Xuống tới miền Trung, mưa đã giảm đi đáng kể, ngày mai nắng sẽ trở lại cho khu vực này với nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa tăng nhẹ lên mức là 27 đến 30 độ đối với các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân và từ 29 đến 32 độ đối với các tỉnh ở phía Nam của đèo Hải Vân. Nắng ráo cũng là dạng thời tiết chung của vùng cao Tây Nguyên. Ngày mai mức nhiệt cho khu vực này được dự báo sẽ ở trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng thành phố Đà Lạt trời se lạnh với nền nhiệt ngày đêm sẽ là từ 14 đến 23 độ. Tiết trời tạnh ráo rất phù hợp cho du lịch ở vùng cao này. Ở phía Nam mưa đang giảm dần, ngày mai chỉ một vài nơi ven biển miền Tây là sẽ còn có mưa về chiều tối. Còn ban ngày thì hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ đều duy trì thời tiết nắng ráo với nhiệt độ phổ biến sẽ ở mức là từ 30 đến 33 độ. Trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 5 và thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường trên các vùng biển này. Trong khi đó, tại vùng biển Nam Biển Đông, bao gồm có quần đảo Trường Sa, thời tiết vẫn xấu, mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông nên tàu thuyền cần phải chú ý đề phòng. Như vậy là khí lạnh tăng cường lệch đông không khiến cho miền Bắc giảm nhiệt nhiều mà lại gây ra tình trạng nhiều mây và sương mù về đêm và sáng. Chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước sẽ có trong phần cuối của bản tin. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!